Sơn Đỏng đứng đầu top 10 hang động tự nhiên kỳ vĩ nhất hành tinh. Trang du lịch Wonderslit vừa công bố 10 hang động tự nhiên kỳ vĩ nhất hành tinh, trong đó hang Sơn Đỏng của Việt Nam đứng top 1. Wonderslit cho biết, hang Sơn Đỏng của Việt Nam được giới thiệu là hang động lớn nhất thế giới. Hang Sơn Đỏng được hình thành trên một đoạn đứt gãy của dãy Trường Sơn và bị dòng nước ngầm ăn mòn, tạo ra đường hầm khổng lồ bên dưới núi đá vôi. Hang động ẩn chứa cả một thế giới bên trong, với dòng sông, rừng rậm và khí hậu riêng. Không chỉ đến đây tham quan, khám phá hang Sơn Đỏng còn được mệnh danh là một bộ môn thể thao kết hợp du lịch mạo hiểm. Bên cạnh Sơn Đỏng, Wonderslit cũng công bố 9 hang động kỳ vĩ khác trên thế giới ở Nga, Bồ Đào Nha, Chile, Argentina, Tây Nam Hoa Kỳ, New Zealand, Mexico, Scotland, Hoa Kỳ.